Thưa quý vị, vì bêu diếu sinh viên trong group lớp cho không điểm bài kiểm tra vẽ từ AI, một giảng viên đã bị buộc thôi việc. Câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xảy ra tại trường phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía nhà trường cho biết giảng viên bị chấm dứt hợp đồng lao động do đã có ứng xử chưa phù hợp, sai sót trong đánh giá bài làm của sinh viên cũng như đã có những lời lẽ xúc phạm sinh viên trong group lớp. Trường FPT khẳng định không bao che cho các trường hợp giảng viên, cán bộ có hành vi chưa phù hợp, thiếu chuẩn mực. Đáng chú ý, sau khi cô giáo bị buộc thôi việc, hàng loạt sinh viên trong lớp đã đăng bài bênh vực đòi lại công bằng cho cô, đồng thời chia sẻ những đoạn tin nhắn trong nhóm chat để chứng minh góc nhìn khác của câu chuyện. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc buộc thôi việc giảng viên trong trường hợp này là quá nặng nề. Cụ thể vụ việc ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi qua phỏng vấn nhanh. Sự việc bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 khi sinh viên KL bị cho không điểm trong bài thi môn thiết kế đồ họa vì bị nghi sử dụng trí tuệ nhân tạo để hoàn thành bài. Sau khi sinh viên thắc mắc, giảng viên MD đã có phản hồi phê bình công khai trong group lớp khiến sinh viên này cảm thấy xấu hổ. Gia đình sinh viên đã phản ánh sự việc và yêu cầu gặp giảng viên. Đến ngày 15 tháng 8, trường đã chấm lại bài thi và KL được 5 điểm. Giảng viên đã xin lỗi sinh viên trực tiếp nhưng gia đình yêu cầu xin lỗi công khai trong group lớp. Ngày 21 tháng 8, giảng viên đã gửi lời xin lỗi trong group, nhưng sinh viên đã rời nhóm nên không nhận được tin nhắn. Ông Bùi Quang Hùng, giám đốc phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic xác nhận, trường và giảng viên MD đã thống nhất bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 28 tháng 8 năm 2024. Lý do chấm dứt hợp đồng là do giảng viên MD có hành vi ứng xử không phù hợp, mắc sai sót trong đánh giá bài thi của sinh viên và đã có những lời lẽ xúc phạm trong group lớp. Được biết, giảng viên này chỉ mới giảng dạy tại trường được 2 học kỳ. Sau khi giảng viên MD bị buộc thôi việc tại phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic, nhiều sinh viên lớp đã lên tiếng bảo vệ cô, chia sẻ các tin nhắn trong nhóm chat để cung cấp một góc nhìn khác về sự việc. Một sinh viên đã đăng tải bài viết chi tiết, cho biết rằng mình là bạn học cùng lớp với KL và đã học với cô MD qua 2 học kỳ. Trong môn học minh họa Illustrator, KL đạt kết quả tốt mà không có mâu thuẫn nào, tuy nhiên sự việc căng thẳng nảy sinh ở môn màu sắc. Theo sinh viên này, cô MD luôn theo sát quá trình học tập của cả lớp, bao gồm cả việc nhắn tin hỏi thăm và giúp sinh viên hoàn thiện bài tập qua nhóm chat. Đối với KL, cô MD đã nhiều lần nhắc nhở và cho thêm thời gian để hoàn thành bài thi, nhưng KL vẫn không đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, sinh viên này cho rằng KL đã sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo và hình ảnh từ Internet để làm bài thi, dẫn đến việc bị giảng viên phát hiện và phản hồi nghiêm túc trong nhóm lớp. Sinh viên này cũng nhấn mạnh rằng cách giao tiếp của cô MD với sinh viên hoàn toàn bình thường và không có gì vô đạo đức như phản ánh từ gia đình học sinh KL. Đáng chú ý, trước khi làm bài kết thúc môn học, KL đã viết bản cam kết không thực hiện các hành vi như sao chép, nhờ sự trợ giúp hoặc thuê người làm hộ, không sử dụng tranh của người khác hoặc tranh của AI trí tuệ nhân tạo để nộp bài. Và bạn có ghi trên giấy cam kết rằng, nếu em không hoàn thành bài tập hoặc vi phạm lỗi nào phía trên, em xin chịu hết toàn bộ trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý theo nội quy của nhà trường. Thưa quý vị, hiện tại vụ việc đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến xung quanh vụ việc này. Chúng tôi xin được trích dẫn ý kiến của giảng viên Võ Anh Tuấn, thạc sĩ hiệu ứng kỹ thuật số Digital Effect, tốt nghiệp tại Anh Quốc, hiện đang giảng dạy tại Đại học Hoa Sen. Giảng viên Võ Anh Tuấn nêu hai suy nghĩ. Xét về khía cạnh nhà trường, cần có quy định và khung điểm rõ ràng cho việc dùng AI trong học thuật. Nếu chưa có thì không nên xử lý theo kiểu nuông chiều sinh viên mà đuổi giảng viên. Điều này không tốt cho việc giáo dục và nhân cách. Xét về khía cạnh người giảng viên, không nên kỳ thị AI mà cho điểm không bài làm, cần xét trên khía cạnh mức độ sử dụng AI đến mức độ nào, cần xử lý hay chỉ cảnh cáo. Nói chung mình không thần tượng AI, nhưng mình tuyệt đối ủng hộ ứng dụng AI vào công việc và cũng nhận thức rõ xu hướng xã hội sử dụng AI là không thể tránh khỏi. Chúng ta không nên có suy nghĩ chống đối cực đoan. Và để có thêm góc nhìn về vụ việc này, chúng tôi sẽ kết nối với tiến sĩ Hoàng Ngọc Minh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin mời trường quay kết nối. Thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, theo dõi diễn biến vụ việc giảng viên trường phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt hợp đồng vì phê bình sinh viên không đúng cách, tiến sĩ có suy nghĩ ra sao về vụ việc này ạ? Thực ra thì qua cái theo dõi sự việc trên báo chí đưa thì thấy rằng giảng viên ấy thì cũng nên rút kinh nghiệm về cái cách phê bình sinh viên sao cho nó tế nhị. Thế còn cái cách nhà trường xử lý như vậy thì với mức độ gọi là vi phạm giáo viên như vậy thì nó không phải là cái vi phạm lớn về cái chuyện trong đạo đức của thầy giáo mà buộc phải người ta phải thôi việc, mà đây chỉ là trong cái lỗi trong cái ứng xử sư phạm như vậy. Cho nên là tôi cho rằng cái kỷ luật nhà trường như vậy cũng khá là nặng,
hình thức kỷ luật nào thì không nên mang tính chất vừa là răn đe nhưng là vừa là phải có tính chất giáo dục, nhất là mình là trong một cái môi trường giáo dục như vậy. Cái sai sót trong cái giao tiếp sư phạm, ứng xử sư phạm thì cái chuyện này thì nó cũng rất dễ xảy ra, và nó xảy ra cũng không phải là ít. Thế thì ở đây qua đây thấy sự việc là em sinh viên đó cũng đã có các cái cam kết để không sử dụng, không gọi là không, giống như gọi là sao chép các cái hình ảnh này khác ở chỗ khác hoặc cùng trí tuệ nhân tạo, thì các em đã cam kết rồi. Thì giáo viên xử lý như vậy tôi cho rằng là về mặt điểm số thì giáo viên có thể là cho điểm không, cái đấy là về quyền của giáo viên, tại vì anh đã cam kết rồi. Thì mà sau này thì giáo viên suy nghĩ lại và nhà trường có đánh giá lại thì cho em là 5 điểm. Nhưng mà ở đây có cho thấy với là nhà trường thì cũng xử lý như vậy là rất là rắn cứng, vì trong cái quy định của đạo đức nhà giáo đối với giáo dục nghề nghiệp ấy, thì có một điều tôi đọc một tí là giáo viên, giảng viên là phải sự sự hòa nhã với sinh viên, còn để buộc cái thôi việc thì chắc là cái lỗi nó rất là lớn về mặt điều đạo đức. Thế là cái lỗi trong nghiệp vụ sư phạm, và cái này hoàn toàn có thể nhà trường có thể nhắc nhở được. Và cái nữa là cũng không đừng vì cái sức ép của gia đình hay của sinh viên để rồi làm những cái tổn thương giáo viên đấy và kể cả giáo viên khác, bởi biết đâu một ngày nào đó giáo viên nào đã xảy ra một cái nội dung tương tự như vậy thì nó tạo ra cái bầu không khí làm việc nó không, không tốt. Thì cái này thì cũng có thể nhà trường có thể, đấy quyền của nhà trường thì đúng rồi, quyền nhà trường đấy là quyền người ta sa thải ký hợp đồng hay là việc của anh, nhưng mà đến có đến mức đấy không thì tôi nghĩ rằng là một cái môi trường giáo dục nên để cho người ta đã nhận thức được cái việc đấy và nên có những cái hình thức phê bình nó có thể nhẹ nhàng hơn, mình vừa vừa giúp cho cái môi trường giáo dục mình nó tốt hơn, đồng thời sinh viên nó nhìn thấy và người ta có thể có những cái người ta biết được, bởi vì giáo dục không phải chỉ là câu chuyện kỷ luật mà giáo dục là phải thắp lên những các cái ngọn lửa cho người ta, kể cả giáo viên người ta yêu yêu nghề hơn. Và giáo viên làm như vậy thì cũng về mặt đấy là nghiêm túc, chỉ có điều có sai sót trong cái ứng xử sư phạm thì phải rút kinh nghiệm thôi. Nhiều học sinh chứng kiến vụ việc đã lên tiếng bênh vực giảng viên này, nhấn mạnh rằng là giảng viên tỉ mỉ quan tâm đến bài thi của học sinh và cách nói chuyện cũng bình thường, không có gì nặng nề. Nhiều ý kiến cho rằng là việc buộc thôi việc là quá nặng. Vậy theo tiến sĩ, đây có phải là câu chuyện đáng tiếc trong giáo dục hay không ạ? Thực ra thì tôi đi dạy học nhiều năm thì sinh viên về cơ bản là các em cũng công bằng, thế nên mình tôn trọng những các cái sự thật khách quan. Sinh viên đa phần như vậy, theo số đông là nó là như vậy, là có cái cá biệt em này em khác. Thế thì thứ hai là các em nhận xét về cô giáo là trong cô mới dạy có 2 năm 2 học kỳ thôi, nhưng mà cái quá trình, trong quá trình thì cô cũng rất là chăm lo thì đến việc học hành của các em, thì thầy càng nghiêm thì trò càng giỏi. Thế nhưng thì có kiểu tôi vẫn nói là cái này không phải lỗi lầm về mặt đạo đức, không phải đạo đức, bởi vì vậy nên là nhà trường có thể đến xem xét lại, xem lại, bởi vì muốn xét kỷ luật một người nào đó người ta phải xem xét cả quá trình và xem các người về các bên liên quan đánh giá như thế nào. Mối quan hệ thầy và trò trong môi trường giáo dục không thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Vậy thì theo tiến sĩ, cần có biện pháp ứng xử như thế nào để tránh gặp phải những câu chuyện đáng tiếc giữa thầy và trò trong công tác giảng dạy ạ? Thực ra thì trong giáo dục thì kể cả thầy cô trò, thực ra các thầy cô thì nhân vô thập toàn, chỉ khi anh không hoạt động gì thôi thì anh mới không có lỗi. Cái lỗi này là một cái lỗi nghiệp vụ sư phạm thì nó không đến mức độ trầm trọng lắm, ví dụ như xì vả học trò này các cái thứ đấy, chỉ là cái điều mà cô nhắc trong lớp để cũng là rút kinh nghiệm cho các cái nhóm khác, đấy là một hình thức để cô cũng là một hình thức giáo dục để mang tính để cảnh báo các em đó. Thế thì giáo viên mà làm nghiêm thì tôi nghĩ là ngày xưa tôi đi học một giáo viên làm nghiêm thì thầy mà giữ thì con mới ra tiên được, cha mẹ giữ con ra tiên đấy. Thế thì thành ra là thầy mà nghiêm khắc ấy, thì học trò sau này sẽ có tài năng. Tất nhiên trong cái ứng xử thì giáo viên không phải là đúng, nhưng mà giáo viên cũng nên có những cái rút kinh nghiệm để sao cho mình ứng xử cho nó mềm mại hơn. Và cái này đặc biệt là cũng chia sẻ đối với các thầy cô giáo khác trong trường cũng như trong cả nước về cái chuyện ứng xử sư phạm nó rất nhạy cảm, thì tất cả được xử lý trên tinh thần là nhân văn, thì giáo viên người ta cũng cảm thấy nhẹ lòng và người ta sẽ tiếp tục có những cái đóng góp để giáo dục dạy dỗ con mình hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ đến từ tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh.
Thưa quý vị, phương thức giáo dục ngày càng phát triển cũng như sự thay đổi trong phương thức giáo dục song mối quan hệ thầy trò ở xã hội nào cũng vẫn luôn được đề cao. Mối quan hệ là nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và dù ở bất kỳ giai đoạn nào của xã hội thì đối với người thầy vẫn luôn phải giữ vững đạo làm thầy để trở thành những người thầy mẫu mực được học trò kính trọng. Còn học trò phải luôn giữ đúng đạo làm trò để trở thành những người con ngoan trò giỏi, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, từng có một thanh niên kiếm hàng triệu đô la mỗi tháng. Chuyện lạ ở đây là anh ta không phải người chịu khó làm việc mà đi bar mỗi ngày, không công ăn việc làm ổn định nhưng lại sống rất xa hoa. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và kết quả là bắt giữ của đường dây rửa tiền lớn. Năm 2021, một chàng trai trẻ 25 tuổi tên Trương Tiểu Bình đã trở thành một đối tượng bất thường trong mắt mọi người và là kẻ tình nghi trong mắt cảnh sát. Tiểu Bình sinh ra ở nông thôn, bỏ học từ sớm, rời nhà để đi tìm việc làm kiếm sống. Lúc đầu anh ta làm nhân viên bốc vác trong một công trường xây dựng, cuộc sống hết sức bình thường. Tuy nhiên, chỉ nửa năm sau anh ta đã trở thành một người giàu có, lái xe sang, sống xa hoa. Điều kỳ lạ là một số người bạn trẻ tuổi đến từ nông thôn của anh ta cũng trở nên giàu có bất thình lình như vậy. Họ không còn chăm chỉ làm việc mà sống buông thả, thường xuyên tụ tập với những chiếc xế hộp tiền tỷ, đi lại tấp nập vào đêm khuya, gây phiền phức cho người dân. Vì vậy, họ đã báo cảnh sát. Sau khi lập biên bản giải quyết vấn đề đua xe của nhóm thanh niên này, xem qua lý lịch của họ, cảnh sát nổi lên nghi ngờ về cách kiếm tiền của họ. Cả nhóm thanh niên này đều không học vấn, xuất thân bình thường, lại giàu có bất thường, chỉ trong một thời gian ngắn. Khi đã nghi ngờ, cảnh sát nhanh chóng theo sát và điều tra họ. Cảnh sát phát hiện mỗi ngày nhóm này đều đến một quán net ngồi, rồi đi mua sắm và đến đêm mà lái xe đi đua khắp nơi. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, khiến cảnh sát ngày càng nghi ngờ về hành vi bất chính của họ. Tại sao họ không làm việc vẫn có tiền mua sắm, sống xa xỉ và mỗi ngày họ ngồi trong quán net để làm gì? Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm xử lý các vụ án, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng này rất cảnh giác và cảnh sát đưa ra một số phán đoán. Họ tiến hành điều tra chi tiết tài khoản ngân hàng của người được cho là thủ lĩnh nhóm Trương Tiểu Bình. Kết quả, cảnh sát bất ngờ khi có cả chục công ty khác nhau do Trương Tiểu Bình đứng tên từ công ty thương mại cho đến tư vấn và dịch vụ. Điều kỳ lạ là các công ty này không có nhiều hoạt động nhưng lại có sự trao đổi vốn rất lớn, lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Hàng tháng, Trương Tiểu Bình có thể kiếm được 5 triệu nhân dân tệ, khoảng 17,5 tỷ đồng, có tháng cao hơn lên tới 9,9 triệu nhân dân tệ, khoảng 34,7 tỷ đồng. Với thu nhập cao như vậy, nên cuộc sống của anh ta cực kỳ xa hoa, đứng tên rất nhiều bất động sản, hàng ngày đắp hàng hiệu, đầy mình và có thú vui chơi siêu xe đắt đỏ. Sau khi liên kết với cảnh sát ở Quảng Châu, cảnh sát đã tìm ra hoạt động cơ bản của tổ chức rửa tiền này. Trương Tiểu Bình sẽ đứng ra nhận một số tiền mặt lớn và lấy danh nghĩa để gửi ngân hàng. Sau đó, anh ta sẽ phân chia cho những người khác để chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau, hợp pháp hóa những đồng tiền này. Sau khi nắm được những bằng chứng chính xác, cảnh sát ngay lập tức về bắt và thành công bắt giữ nhóm đối tượng này.